Mấy đồng chí người ta về quê đâu? Ừ, thì đấy. Ê, hội mà. Đấy, từ mọi năm cứ bảo đồng chí là về. Ô, Hải mặc không lạnh à? Mặc vào ấm vào, khoác vào. Ra đi nó buốt đấy. Đây, cái để mình sạch. Cho mình đi hai lần đi. Vui cùng sâu rễ trẻ già, cúi đầu đã tạ thiết tha ân. Tổ tiên xưa đã sản sinh, sinh ra con cháu lập gia đình nơi đây. Con cháu dựng xây xóm làng phúc hồng, rồi lại dòi giang cho nên dòng dõi ngày càng lớn đông. Được tăng duyên phước thọ, được tăng tài tiến tổng, là cho bộ phận âm duyên để ba tổ tôn chúng con là chỉ giúp cùng đồng ra khuyến đảng cũng hôm nay cũng xin vô âm phần của phần bộ phận để vong linh của dòng tộc họ Trần chúng con có nhà cửa, trời đất nhà cửa, có tí
chỗ, nhà cửa khói an lạc và nhà cửa khói vui vui. Giờ này thánh tử chúng con thành tâm tạ lễ Nam Mô Bồ Tát Hằng Đấu Thế Đăng hả chúng lòng ni phàm chừa đại tư đi được con đồng các đứa con ninh nhớ ông bông tỏ nay từ tốn chúng con là trần chi dũng sinh năm 1960 xin được đến ngôi mộ tổ cô đồng tộc họ Trần tại nghĩa trang cánh thôn Độc Điền xã Việt Hùng huyện Phú Thư tỉnh Thái Bình cho được tân chúng con xin được làm lễ dân hương tạ lễ tân chúng con xin được sắp giờ đầy đủ lễ vật chúng con trả quà từ thứ nhất tiền tài của chúng đã năm vị sứ giả lắm dòng vương để lấy tả năm vị địa mạch thông ruộng quốc vương để điền hoàn nơi thổ đất để lấy phần bổ âm phần là gốc của buôn pháp của dòng tộc chúng con ngày được đầy đủ ca dày sang tôn chúng con được mạch phước mạch đối vào Nam Mô Khai Quang Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Khai Thiên Bồ Tát Ma Tát Nam Mô tôi bắt đi cô đi tìm người thì cô tập cả bà cô mấy cô bé cầu bé trở về được gửi phần linh hồn và thể xác ở nơi đất này nhờ tổ bộ linh yên tổ bộ linh ứng từ lộ văn phước từ lộ khai duyên và nơi phần bộ của dòng tộc họ Trần chúng con được chiêu duyên các vị phá địa ngục và các vị giải oan kết các vị phục linh hồn các vị cứu độ nhân duyên các vị an tổ địa các vị khai duyên lê tỉnh các vị quan tứ thần và cho hồn phách công minh của dòng tộc họ Trần được siêu linh giải thoát. Nam mô An Tổ Địa Ngọn, Nam mô siêu linh giải thoát của Phật Ma Đa Nam mô cũng giả bồ Phật Ma thủ lý pháp duyên quan cải thành ý tinh kiến tục ấy đi nay đâm tư đâm tư quan ý tinh tịnh nghi hy bằng pháp tỷ pháp tai đạt trả nhất chính tại trên tập phương câu quát nay chúng con là trần trí dụng cùng cộng giác về thành công ấy thì quá đáng cả nhờ cửa quan tâm ý nhà cửa ở phước duyên năm nay khai duyên tỷ tịnh cho tử tốn chúng con hôm nay nước thỉnh tháp 81 tầng để trở về nơi đất chiêu linh đổ âm cho dòng tộc hoa thủy tổ để cao tầng một chúng con được kiếp đinh được siêu linh để lưới em với bộ phần của thủy tổ con trăm bàn mạch phước với 700 bàn mạch chỉ về trăm bàn mạch đức cơ lối về trăm bà mạch danh vọng lối về để trên đỉnh tháp lối với cung trọng lối có kinh tử có an tạng lưới tháp có 8 cửa cung nối với phần mộ của thủy tổ làm cho các phong linh của dòng thủy tổ xin được 8 phương 8 phương 8 phương 8 cửa 8 phương 8 phương 8 phương
tam chi diên tam vương tam an được diên tam vương tam khai mở diên tam vương tam hướng ứng diên sở cầu như tất cả vong linh cao tầng tổ cả cao tầng tổ tỷ thức quá để các chuyển ra các vị thư diện thiên vương thần quan chuyển ra các vị đàn kiến hóa thiên tao hóa tử tại thiên tiểu quan tây vô lượng quan âm thiên phương ai thiên phương sinh thiên quảng quả thiên lắm hồ xíu hồ linh chưa vong linh dòng người tộc họ trần để dòng tộc chúng con xin được quan thân thọ tâm pháp để hồn phách chúng con được đi khổ diệt khổ phá khổ giải khổ lấy hai phước để khai mở vị trí hôm nay tại lễ khai vị địa mạch chư địa địa ô thải quan bảo nơi đất này đó. Các vị hóa nơi đây thành cung điện để được các vị thánh linh được tận tâm tận trí ở nơi siêu linh giải thoát thần quan ở nơi đất này để nhận được phần để trăm ngàn mạch linh hiến nuôi dưỡng để các mạch âm bị đoạn đức các mạch âm bị hư nhờ các mạch âm bị nhược để các mạch âm bị dứt mạch các mạch âm bị tà kiến các mạch âm bị oan nghiệp các mạch âm bị ác duyên các mạch âm dung thành phật cho chúng con hôm nay tả lấy các mạch tứ diễn âm các mạch về thủy phủ chí tôn xin được lấy tả các mạch âm bể quy đức lân tương lấy tả các vị thánh linh mạch âm về đức phước duyên mạch âm về phước quả duyên mạch lên về ngũ phước khí mạch âm về ngũ hiền duyên mạch âm về ngũ tư lương mạch âm về ngũ pháp thiện mạch âm về ngũ hộ pháp mạch âm về ngũ hộ thần mạch âm là trần chi dung cùng đồng gia kiến đẳng hôm nay tả lý điện tổ long mạch di tướng lê tản thiên mạch ở trên trời cao kết xuống nơi cổ mạch của dòng tộc họ trần tổng khai mở mạch thương nhiên hôm nay lê tả các thiên mạch ở trên trời cao lối xuống ơi địa mạch ở nơi đất này sẽ được lê tỉnh các mạch âm đường các mạch kim niên các mạch kim nguyệt kim nhật kim tài hư không quá vãng chư vị thần tiên mạch linh xin được danh mạch mạch linh ở thiên quan tứ phúc ở trên trời cao thiên mạch thần tiên ở phước duyên tứ phước duyên tưởng ngã kéo xuống thiên mạch thần tiên ở trên trời cao được khai mở về thiên nhãn lối xuống thiên mạch ở trên trời cao thuộc mạch thuộc thiên đức lối xuống thiên mạch ở trên trời cao thuộc phước duyên thiên mạch lối xuống thần tứ thuộc của chúng con nơi phần một của dòng tộc võ trần chúng con được trăm bàn mạch phước đức và xuống nơi đất này chúng con tả lễ các địa tổ mạch phước ở nơi địa tổ có các mạch linh thủ mộ thần quan xin được tả lễ các mạch thủ hình kết vào xin được mạch chúng con nhờ âm phần thiên tổ và quan hiền hình xuất nhập bình an xuất nhập thần tài đại phương độ mọi chúng được không còn cùng thủ không còn cùng tích 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 t
Phật chữ Thiên Thổ trong Ninh Tân Quan. Trên đường dân tỉnh 81 cửa tháp cao lớn giữa đây đã sinh ra chi chi nhảy nhảy chúng con làm cho chúng con ở trần gian được đầy đủ nhân sinh ở tổ nhất cơ chưa chịu chịu bổ bổ cô cho con liễu tâm tu bổ xin được hôm nay lễ tạm bộ tổ của dòng tộc và trần dương tỉnh chư vị tăng tổ của dòng tộc và trần đã làm vô lượng công đức là vô vượng phương diện để dòng tộc chúng con nơi trần gian được khỏe mạnh an ổn không còn bệnh tật không có hạn hách không có ác trên không có tà diễn không có tà nghiệp nay xin được cho chúng con đã đi đâu được ban danh ban diện hôm nay khai mở minh diện phước duyên để âm phần của dòng phần tiền ninh của tổng tập phó Trần được quang sáng được sang sủa được phúc được sinh khí đủ về linh khí được phúc về âm mạch từ tôn chúng con lại giúp thỉnh xin được cao tổ của dòng tập phó Trần về đây là một công xảo minh làm cho chúng con ở trần gian làm ăn buôn bán được phát tài phát vượng dòng tập phó Trần cao tặng tổ khả của dòng tấn có công xảo minh làm cho chúng con nghề nghiệp được viên thông cho tầng lò trần có công xảo minh làm cho nghề nghiệp chúng con đi đâu làm việc gì đều thông suốt dòng trần nay có công xảo minh mà chúng con có tài lộc hưởng phú quý đến tận tuổi già nay xin được ca dân lê tỉnh ca dân lê tỉnh từ tôn chúng con xin được hôm nay cũng một tạ bộ của dòng tộc họ trần trước tỉnh bà cô manh cô bé cậu bé cũng xin được cùng đầy đủ về đây để thu hưởng các đồ vật dân cúng chúng con khai diên mở yết hầu linh cho vong linh để các đồ ăn thức uống ở đây hóa thành cam đổ xin được tiền vàng ở đây mua đầy đủ phần đất âm của cho dòng tộc họ trần để vong linh chúng con có nhà cửa ở cung trời đâu xuất vong linh chúng con có nhà cửa ở quán an lạc vong linh chúng con có nhà cửa ở quán phúc trí vong linh chúng con có nhà chiếc kẻ không còn quan niệm hai ca dân lê tỉnh xin được cắt bỏ xin được từ tầng pháp thứ 10 đến tầng pháp thứ 30 có pháp lục đồ vạn hành bố thí chỉ giới nhân nhục tình tiến để hồn phách vong linh của dòng tộc họ trần chúng con luôn luôn được tình tiến huệ trí được khai thân tự tôn chúng con cũng xin được hôm nay khai mở tầng pháp thứ tình chỉ tổ của dòng tộc trở họ trần được phục đầy đủ pháp thai mới thấy thân quý về đây người công đức người phước đức người dược nhân duyên người ác nhân người tà
duyên để quy pháp về nơi đất này, để dòng tộc của trần sĩ quan không còn các oan nghiệp, không còn các hư nghiệp nhập vào qua dòng tộc. Hôm nay khai duyên lên tỉnh cho đệ tử chúng con xin được điền hoàn thổ đất để nơi đất này của chúng con. Chúng con được duyên tự tài để vũ phương thổ thái dương chủ tổ địa. Chất thiết bồ chúng tam tổ chúng con xin được thành tâm. Tổ tiên, tiên tổ phúc hồng, đào kênh đưa nước dòng sông về nhà tổ tiên, tình nghĩa bao la trời cho con cháu đầy nhà đầy sân. Chuyên cần để cho con cháu vinh thần nối dòng, tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui, cháu con nay sống ngọt bùi, cháu con nay được đầy lũi nỗi sầu. Coi mộ nơi đất này, mình thần quan đã coi hình công linh của trần vua ở nơi đất này, thủ cốt các vị trông giữ cốt ở nơi đất này, cùng nữa các vị xuất tiên tổ tài đồng tiên quan trần tiên ngư tiên làm cho công linh của trần vua ở nơi đất này cũng được phân ra, lại có các vị xứng đáng vì tiên công linh tuyệt chủng tiên nhãn tam thông tiên không được xứng đáng tiên cháu con tình nghĩa khắc sâu, nay về đoàn kết cúi đầu dâng hương, cháu con ơn nhớ tông đường, nhớ ơn dòng tộc họ đương xóm làng, cháu con dâng lễ hoa nhang, dâng lời cung kính dịu dàng từ tôn. Cháu con kính lễ vong hồn tại nơi thờ xóm thôn quê nhà, con mời tiên tổ họ ta, con nghi mời cụ kỳ phong linh bằng những thịt ra đắc đã đến năm 1916 ạ.
cho vong linh vào. Cốt giữ mạnh linh cho vong linh vào nguyên thì đắc được thích vong linh vào thì phải được trăm ngàn mình vui vẻ. Hãy đối dưỡng thân mạnh vào phải phần hài cốt để hồn nó bách vong linh. Chúng con nhờ hôm nay khai duyên đến thì mà thiên mạch ở trên trời cao nối với địa mạch ở nơi địa cổ để nối là mạch linh chúng con được giải thoát mọi oan tết lợ duyên lợ mệnh lợ tiền bạc. Đây sắm chúng con trên đường sinh thành đại gia đình cháu con các cụ san sinh sinh thành. Con xin nghi các cụ ở trời xanh chứng lòng con cháu hiền lành nết na chứng tâm trai gái trẻ già vui cùng dấu rể đừng ra đạp đền. Trai gái trẻ già vui cùng dâu rể đừng ra đáp đền độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe vững bền tương lai độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe. Vững bền tương giờ nó vui mấy khi mà lâu lâu mà vui Hải Hải ngồi đây mấy khi đông đủ mọi người anh ngồi đây nhé anh ơi đây là gì nhà chú nhỉ bách bách anh bách ngồi đi ngồi đâu anh ngồi đi thầy vui quá đấy thầy vui ra đình rồi tự quá trời gì nữa dẹp hết không có làm ăn không có làm em mời anh chị nha vâng mời các cô chú con xin nghi các cụ ở trời xanh chứng lòng con cháu hiền lành nết na chứng tâm trai gái trẻ già vui cùng dấu rể đừng
ra đạp đền. Trai gái trẻ già vui cùng dâu rể đứng ra đáp đền độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe vững bền tương lai độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe. Vững bền tương lai.